rất là lo lắng. Mình trong thời điểm này mình phải nên bình tĩnh. Và những người mà đưa lên những cái tin ở YouTube đó thì nó rất là tầm bậy tầm bạ, nó đủ thứ hết. Mình không nên, mình tránh xa mấy cái chỗ đó ra. Cho mình để là ý con là như vậy đó. Cô nghĩ rằng là không có một cái vị sư nào mà đi ra đường, chỉ trường hợp đó là mấy người mà giả mạo thôi, chứ bây giờ tình hình này nó không cho ai ra đường, mà kể cả những người lớn tuổi ra đường rất là nguy hiểm. Nhà con chỉ xin có cái ý trên nho nhỏ thì tao con kính dâng mí lại cho ngài ạ. Dạ, xin mời quý vị dạ tiếp tục ạ. Dạ, trong rõ ràng mạnh dạn lắm quý vị. Dạ, mời quý vị giơ tay lên. Dạ, chúng ta đặt câu hỏi trực tiếp. Dạ, không ai đặt câu hỏi thì con xin xin đặt câu hỏi. Thưa sư, có dịp con có về Bình Dương á, đi cái đám ma thì con thấy ở Bình Dương á, thì có rất là nhiều vị thầy tu trong chùa đàng hoàng, nhưng mà làm cái nghề gọi là hát, sử dụng từ hát tại vì nó có người đờn, hát 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 theo kinh kệ gì đó, của bên bên đó con không biết. Rồi thì nhưng mà cái nghề đó thì nó ra giá thưa sư, tức là mấy chục triệu gì đó, thì coi như đứng hát khoảng từng tiếng 2 tiếng thôi, thì kiếm tiền rất là nhiều. Thì Phật tử người ta xôn xao, người ta nói cái nghề này qua làm ăn khá, thì con mới nói cho vui, con nói nghề đó tôi làm cũng đừng đó. Nó có cái bài đó, học thuộc làm thôi. Thì con thỉnh sư thì đối với cái nghề đó thì mình làm gì mình có bị cái nghiệp gì không, nó có giống như những cái nghề bình thường khác hay không thưa sư? Tức là bây giờ Phật tử người ta tan gia bối rối, người ta cần mình tới để mình làm những cái đó cho người ta bớt buồn gì đó, rồi mình kiếm mớ tiền, rồi vì mấy vị này đi toàn là xế họp không à. Thì ở đây con không nói vấn đề tu hành là phía sau, con chỉ nói vấn đề là khi mình thành cái nghề như vậy đó thì mình có nghiệp gì không thưa sư? Hay là mình đến mình hát mình ấy rồi thì rồi mình lấy tiền nhà, thì như vậy thì nó giống cái dạng như là ca sĩ vậy đó. Thì ca sĩ nó hát cũng tại show lấy tiền mà, thì mình làm vậy thì mình có bị cái nghiệp gì không sư? Con kính thưa giảng dạy. Nam mô Phật thầy, kính bạch chư tôn này, kính thưa chư quý vị, không biết có nghiệp gì không thì phải biết hỏi người đó họ làm, lúc đó họ làm những cái tâm gì. Thì vậy thôi, tâm mình chỉ có hai chuyện để nói thôi, 12 tâm bất thiện và 8 tâm đại thiện thôi. Bây giờ mình làm những cái tâm nào khỏi có thắc mắc gì cả. Bởi vì cái nơi mà mình vô đó đó, nếu mà người ta không không có không kiếm được tiền, mình có vô làm hay không thì mình thường nhìn cái tâm mình biết liền gì đâu. Chứ đừng có nói vậy đó. Dù rằng đó mình vì tham tiền gì gì đi nữa mà làm với tâm xấu là cái chuyện đó, làm nó xấu chứ không nói thế nào đó. Tại vì đó mình nó nhớ rằng theo cái lúc này đó, nó nhiều khi nó không có nhiều nơi, nó không muốn cho ông sư ra đường, nhưng mà Phật tử đó người ta vẫn đem cơm tới người ta dâng cho chư tôn không, nghĩa là không có làm đồ sộ giống ngày xưa. Nhưng mà thay vì ở chùa đó ba ông này ta làm 3 phần cơm thôi đó, đem lại dân ba ông sư, ta để trong một bịch ni lông đó, ta để đó ông sư cũng ra ngoài đó ông lấy ông, chứ ông không có nhiều khi không không cần vô chùa làm gì, treo hàng rào trước cổng trước gì đó thì vẫn làm được như thường. Bởi vì ông sư giờ mà đi ra ngoài những cái vùng mà nó ngặt nghèo vậy đó, nó cũng nguy hiểm chứ phải không? Thành ra người ta có khuynh hướng là người ta đem tới tay dân tận nhà cho ông sư, cho ông sư khỏi phải đi. Ở bên này giờ đó, thường thường đa số là muốn đi người kịp là nói đi xua, mà ở những cái nơi mà có người Thái, người Miên hay là người Miến Điện nhiều á thì nó thấy ông sư họ biết liền, họ biết làm gì. Còn Việt Nam thì không có hiểu về mấy cái đó,
Hay là có những người ta lợi dụng cái đó, ta không mặc đồ thì ta đứng đấy là tại vì đại số nam thấy cái đó là cái bỏ bao thời vô. Mình nhớ chuyện đó. Bây giờ muốn biết thiệt giả thì đừng có bỏ bao thời, thì vài bữa nó cũng biết mất hết à. Mà người Việt mình thì không có hiểu. Thành ra cứ thấy tưởng là bỏ bao thơ cũng là có phước. Cái đó không có phước báo gì đó. Cái bình bác là cái bình để ông sư cũng thọ thật chứ không phải để ông nhận bỏ thơ như gì đó. Mà nếu mà Phật cử cư sĩ cư sĩ nam hình nữ Việt Nam mà biết á, thì mới cái tệ trạng nó chấm dứt nó dễ lắm. Tại vì không biết. Thành ra cứ bỏ vô. Bỏ vô thì nhiều anh chàng kiếm ăn kêu đó ngu sao không ra đứng ngoài đó. Thấy không? Không tin quý vị nào cũng biết rồi xuống cái gì. Khu vực Việt Nam đông đây biết liền gì đâu. Bây giờ mua bịch cơm nhà khuya lại tính dân cho nó đậy ba nắp bát lại. Nhưng mà nó thấy bồ thơ nó mới mở ra. Thì biết liền gì đâu. Nên mình phải cố gắng. Trong cái mùa này đó không chịu vô trong ngôn hài trên rảo mà học kinh vô cú. Thì chịu có nhờ ông Google đánh chữ lực tỳ kheo ni ra mà đọc. Đó là sách coi tướng của mấy ông sư bà sư. Đọc để cho biết. Biết để mình làm cho đúng. Không phải biết để mình đi kiếm chuyện với ông sư. Không cần đi kiếm chuyện ai, đọc mà biết. Mình làm cho trúng. Mình làm cho trúng mình đã được phước mà mình còn được duy trì giáo pháp cho nó lâu dài. Còn mình làm không trúng đó, tức là mình đã vô tình giúp những cái người mà mình cũng muốn cho giáo pháp nó tốt đó. Mình giúp cho làm cái giáo pháp sớm suy rồi. Còn mình làm trung lực thì mình kéo dài thọ mạng của giáo pháp. Cái đó thì quý vị lựa chọn mà thôi. Năm một cái thời gian. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, còn kinh trường sư Lễ Tông. Dạ, xin mời quý vị Phật tử quan hỷ nêu lên những thắc mắc của mình ạ. Dạ, yeah, không hỏi, mình tâm hỏi tiếp. Dạ, thưa sư, dạ, như có một cái chùa ở bên Cali, như chùa Bảo Quang gì đó, dạ, như chùa Bảo Quang, dạ. Thì đây con không hỏi chuyện nội bộ chùa, dạ, con chỉ hỏi vấn đề là cái vị trước mất, dạ, thì duy ngôn là cho cái vị sau lên làm chủ trì. À, thì ở đây ý của con muốn hỏi rằng là trong vấn đề chư tăng á, thì có cái mà là gì á, người người trước rồi truyền giao như giờ dạng vua vậy đó, dạ, thì truyền giao lại cho cái vị nào đó lên nói ngôi, dạ, thì để tiếp tục làm chủ trì nữa, dạ, hay là cái vấn đề nó, dạ, nó như thế nào, dạ, dạ thưa sư, dạ con chỉ hỏi một phần bên đó thôi, dạ, chứ thì tranh chấp của chùa Bảo Quang vậy con kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy, dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, dạ, kính thưa quý vị. Thật sự ra theo luật thì cái chùa nó có vấn đề. Nghĩa là ông trong trụ trì chết thì không phải ông nào lên làm trụ trì cũng được. Thường thường là ông phó lên làm trụ trì, nhưng mà mấy nước mà theo do Phật giáo mà chính thống nó khó đó chứ không phải nó dễ. Ông đó chỉ lên làm giống như là thực tập trụ trì trong vòng ba năm, mấy năm thì theo nước. Ở Thái thì ba năm. Trong vòng 3 năm đó nếu mà hoặc là 1 hai năm mình cảm thấy ông đó không có khả năng là hội đồng thần chúng cao cấp kiếm người khác liền, kiếm cái gì khác để vô đó làm cái thế cái chức để quản lý cái chùa đó. Sau 3 năm đó thì nếu mà thấy bắt đầu làm đúng cách, làm đàng hoàng, biết lực biết đầu này kia thường mà, người ta mới quyết định là cho gì đó làm trụ trì. Chứ không phải là trà truyền cầu nối giống như một số đa số chùa Việt Nam. Ông trụ trì mua nhà mua chùa là ông kiếm người để sau này thế ông á, thì ông ấy quân liền nào, thì cái đó nó không đúng với luật. Mà thường thường đó, nếu mà nói đúng với luật đó, hồi xưa Đức Phật không có khắc khe lắm. Bởi giờ xưa mà tìm một cái ông mà để làm trụ trì nó khó dàn trời. Không ai tôi muốn làm trụ trì đó. Sau này đó, tại vì hồi thời
Đức Phật thời gần đây nhất cũng vậy lắm, chỉ cũng mới với mấy chục năm vậy, sau này làm trụ trì mới có tiền vô của vô ra, mới sống nhau tranh nhau rồi để đoạt chức trụ trì, chứ còn những thứ mà trụ trì giống đi làm mọi gia chúng thì ai mà thèm. Nó thật sự vậy đó, có gì cứ nghĩ đi, đi vô làm trụ trì có tiếng mà không có miếng vậy đó, hiểu gì có làm không. Làm xong rồi nó theo chế độ mới gọi là nhất tự di sư đó. Thế mà làm mà khó khăn quá thì chúng nó bỏ đi hết, còn mình nào không được mình bán chùa thì nó bán tự vi sư luôn, bán đồ mà chưa có hoàn tục đó, là một chùa ở ông sư là nhất tự di sư rồi. Rồi ông sư mà ông nội ông bán chùa thì bán tự vi sư đi, cũng được là ông sư vậy, thấy không, nó mới tụt lùng đi chứ đâu có ấy đâu, thấy không. Nó thật sự chứ ở bây giờ ngay cả nhiều nước theo Phật giáo truyền thống kiếm một trụ trì không có ra đó, họ không thèm, chứ không phải là gì ấy đâu, bởi vô đó mất giờ tốn bao nhiêu chuyện, bao nhiêu con hy sinh, bao nhiêu việc ấy đó, trong khi mình đi học rồi cái mình rảnh mình vô mình hành học cho xong rồi vô hành rồi học hành hành học kia đó, nó vẫn ăn vui hơn nhiều, thấy không, chứ đâu phải bộ quý vị tự trụ trì trước à. Từng nói gì đó làm sếp lớn ở ngoài nếu nghe gì đấy, ông tổng thống của nước Mỹ giờ thấy không, chúng nó cái chuyện gì nó cũng kiếm để chọc chơi cho vui cũng có, mà chọc thiệt cũng có đó. Thì là cũng vậy đó, nó bao nhiêu nấy đó muốn mà không được tại do không dám cạo đầu, sợ cạo đầu hư, không dám cạo râu, sợ cạo râu tại thấy không giống ai làm sao mà thấy được. Lấy gan mà cạo đầu rồi nhổ hết râu đi chứ, chứ họ thấy cái râu cái họ biết thứ 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 nạn, biết thứ thiệt thứ giả hả. Trời ơi, người ta đẹp tới bây giờ mất đẹp, chứ còn nhìn cái mặt kinh đó là thôi, chứ chỉ thấy gì tâm tam hòa thoại hợp trà vô trợ hữu trợ với tùm lum trên đó, làm sao mà đẹp được, nghe không. Thôi đừng nói đẹp, cũng đẹp ông kênh chứ rồi đó. Nam mô Bích Thà. Dạ. Dạ sa thú và con kính tri ân Sư Lược Tông. Dạ sau đây thấy tu học kính tu sư, trong chánh kinh thường có câu vị tỳ kheo ly ác bất thiện pháp chấm chấm chấm, vậy ác bất thiện pháp giống nhau hay khác nhau chấm hỏi. Dạ con kính thỉnh sư. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư tôn hàng, dạ kính thưa chư quý vị, họ viết khác là tại vì họ muốn phân biệt, một cái là cái nhân, một cái là cái hành động. Thường bất kỳ pháp là chỉ cho mười mấy cái tâm xấu đó. Và mấy tâm xấu nó đưa tới cái hành động thì cái hành động gọi là hành động ác, chứ không nói hành động bất thiện, hoặc là nói tới cái quả quả của ác pháp, chứ tao chứ còn cái mấy người đi học tao mới nói là quả của bất thiện pháp hay gì thôi. Nhưng mà thường nói theo đời thì không ai nói bất thiện pháp á, người ta nói tâm ác hay tâm thiện, tâm bất thiện này kia, xong là cái người đi học khác. Thường thường nói ra để chỉ tới cái điều mà ví dụ mình nói tới cái tâm bất thiện vậy vậy đó, mình nói tới cái nhân, nhưng mà khi nó ra cái hành động của mình á, là nó hành động vậy là nói ác, nói xấu, nói bậy, chứ hình không nói bất thiện. Thấy không? Tao có bây giờ tao nói bất thiện mà tao nói về ác, làm về ác chứ tao không có nói là bất thiện. Thành nên cái nó chỉ về nhân, cái nó nói tới quả mà thôi. Chứ thật sự nó cũng chỉ là một rồi là hành động xấu xa vậy thôi. Nam mô Bích Thà vậy. Sa thú và kính trên sư Liễu Tông. Sau đây mời chú Kinh. Thấy chú Kinh muốn mà không được. Thôi mời chú Kinh đặt câu hỏi nha. Đặt câu hỏi để tạo nhiều duyên thêm. Xin lỗi chú Kinh có câu hỏi, để câu hỏi luôn cho Phật tử tâm má cá mí trước rồi mời chú nha. Kính thưa sư, trong thập nhị nhân duyên, thức duyên cho danh sắc, danh là gồm có 35 tâm sở hợp với tâm tái tục, con không hiểu 35 tâm sở nào ạ. Dạ con kính thỉnh sư Lưu Tông.
Nam mô Bồ Tát giả kinh bạch chư tôn này giả kinh thưa chịu gì vậy là phải gặp kinh để lắng đá học lại hoặc gì pháp rồi hỏi này 35 tâm sẽ hỏi tâm nào thì bây giờ mình coi một cái tâm mà nó làm cái nhiệm vụ là tái tục thôi coi nhiệm vụ tái tục thì những cái tâm mà có tâm sở nhiều nhất á là cái tâm đầu của tâm đại thiện hiện thế hoặc cái tâm đầu của tâm thiện thiện sắc giới thì coi tâm thiện thiện giới nó có bao nhiêu tâm sở thì em biết 35 sở là tâm sở gì tâm sở gì chứ còn bây giờ mà mình đã biết nó là hợp với tâm tái tục mà mình không biết cái tâm tái tục nó có bao nhiêu tâm sở đi theo là mình học tới đó là mình học nhảy rào có được học tới cái này là từ mà nó học tâm sở sắc rồi mới bắt đầu học liên quan tới những cái sạch chả cái này cái nọ tâm sở phối hợp rồi nó mới loại ra đó. Còn 19 tâm tế tục tức là hai tâm sánh đi ra ná vô nhân đó, 8 tâm đại quả 9 tâm quả đại hành nó tính tâm đại hành tức là 5 tâm quả sắc giới và 4 tâm quả vô sắc thì tổng cộng là cái tâm đó là một thai á. À, mời chú Kinh giơ tay lên đặt câu hỏi à. Tháo mắt kiến xuống hỏi chú Kinh ơi, mời chú ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha dạ. À, kính lễ sư Lễ Tông, kính lễ chư Tôn Đức Tăng Trong Râm. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Nghe rõ không? kính thưa sư, nãy nghe nói vụ mà đi bác rồi đó. Nhớ hồi xưa có những bên Việt Nam đó, có một số vị người ta nói là có một cái bài kinh, một bài kinh cũng rất là đặc biệt mà con không nhớ bài kinh gì. Mấy ông đó đi bác, ba ông đi, ông giữa tụng cái bài kinh đó, thì khi tụng bài kinh đó đi ba ông cùng đi vậy đó, người ta chỉ cho người đầu cho người cuối thôi mà không tắm cho người giữa. Thì như vậy cái bài kinh đó được gọi là bài kinh coi như là tụng mà cho không ai thấy thì cũng biết bài kinh nó có thật hay không chứ. Dạ, con cũng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích cái này nè. Nam mô Bụt Tha giả kinh bạch chư tôn này giả kinh thưa chư quý vị, bài kinh mà tụng không cho ai thấy lúc đi bác mà tụng cái đó tức là ông đó ông học sai kinh điển rồi, tụng cho người ta thấy để cho nhiều hơn chứ. Họ trong rừng đó, từ họ trong rừng đó, họ có những cái bài chú mà nó không biết chú hay thiếm gì cái đó chứ không biết, nhưng mà đồn cái thôi mà tụng đi cho người ta không có thấy mình mà. Nhưng mà hỏi mà vô rừng mà trốn trong đó rồi tụng cho người ta không thấy nên chỉ chắc là tụng cho ma nó định thấy gì được. còn có thật hay không là chuyện đó chúng tôi không biết, bởi vì cái dân mà nó hay tu rừng nó có nhiều cái môn nó liền dữ lắm. Nhưng mà hồi xưa thì luyện chú nhiều, nhưng bây giờ luyện thiếm nhiều rồi. Thành ra hỏi chú thiếm thì phải kiếm người ở trong rừng hỏi. Chứ còn họ luyện cái đó để nhiều khi họ tò mò, không biết cái quài lực như cái ông đó nói, trong rừng nó nói như vậy là đúng hay không. Nhưng mà thì có biết, một số ông sư cũng luyện cái đó đó. Ông bên mình có ông sư bây giờ, ông chết, ông sư giác tâm thì phải đi giác tâm. Sư có cái cục giống như cục ngọc, cái đó bay cục ngọc, không biết nó cái sừng có cái gì đó dài. Hồi đó sư gặp sư nói sư cho tôi cái đó thì tôi sắp vô đường đỡ rồi ấy ấy, ông không cho mà không biết lúc nào ông chết rồi ai lấy không biết. Ông nói ông luyện cái đó đó để trị độc, đi vô rừng mà rắn cắn hay con gì cắn vào thường lên ông để đó, ông đọc cái câu gì nốt ra hết, hút xẹp lép được. Đó. Thì ông nói đó có ông Nguyên nào xương mà mấy ông ở trong rừng nhau, ông Nguyên nào ông dạy đó. Đó. Thì thấy cái quả vậy thôi. Chứ còn mà hồi ông có luyện luyện gì thì mình không có biết. Tại chúng tôi xưa chúng tôi không có muốn học mấy cái đó ra không hỏi. Nhưng thấy rõ ràng cái đó thì có. Có cái giống như cái cục ngắm cái của mình vậy đó. Hay bị cái gì mà đi giờ trong rừng mà nhiều khi có những con gì nó nhỏ nhỏ nhỏ
nó tóm vô cái cảnh cái gì của mình giống nhân đĩa vậy đó, cái nó phồng lên để rộn tụng tụng cái gì đó, nó không sẹp đẹp à. Thì cũng là cái hay trong cái ấy, nhưng mà hỏi là thường thường mới dám có truyền lại mình. Cái thứ hai hồi xưa mà cái thời chúng tôi vậy nào mà ở bên đây có biết một người gì nữa, vì nó là sư gì tắm không đi qua lửa được mà. Thành ra khi ông biểu diễn đi qua lửa, chư tăng nói ông là phe pháp cao nhân, cái ông xả y liền lửa. Không biết ông tụng cái gì không biết, còn đi qua lửa trời. Thì nó mấy cái đó là có thật chứ phải không, nhưng mà mình không có cái nhân duyên để mình học, thành ra mến bạn tốt hơn. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sau đây con thấy xong máy giơ tay đặt câu hỏi thẳng luôn nha. Rồi xin mời. Dạ, hello, kính thưa quý sư và quý vị có nghe được con không? Dạ, dạ kính lễ sư và quý vị trong room và King Melinda. Xin cho con hỏi, trong cái thời buổi bây giờ của coronavirus, mọi người đang sống trong sự khổ đau nhiều, thì con không biết sư dạy về giúp giùm con những cái bài kinh, tại vì bây giờ tụi con bị nhốt ở nhà nguyên một ngày luôn, cho nên có rất là nhiều thời gian. Cho nên sư có thể dạy con bài kinh Paritta nào đọc được để tốt cho cái mùa này, và làm sao để tu tập được, luyện được tâm từ, học niệm về hồng danh của Đức Phật. Dạ con xin cảm ơn sư. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Từ xưa giờ không có học Bali, không học gì hết. Có người rủ em ơi đi bơi thiền chơi, cái mới bắt đầu đi học lội để sợ bơi thiền nó rớt xuống lội đi gì, không bao giờ thành công. Nói chơi được chứ nói người ta tụng cả đời người ta còn nó chưa có quay lực, nó chưa đủ năng lực để thiền đó. Bây giờ muốn học bài nào cũng được, nó ráng học cho thuộc, hiểu nghĩa cho đàng hoàng, tụng cho đúng dòng rồi bài nào nó cũng có quay lực đó, nếu mình hành cho đúng. Chứ còn nếu mà bây giờ mình học cái bài kinh, hai ba bài kinh bài thứ 8 mình có tụng đó cũng không có giá trị gì hết đó. Bởi vì cái người mà tụng mà muốn cho cái đó là phải biết đó. Thứ nhất là tụng cho nghe là đúng giọng theo cái ngôn ngữ Bali đàng hoàng. Cái thứ hai là tụng là không có được để cho rớt dần rớt đồ này kia, tụng từ chữ từ dễ chữ hay đủ đó. Và hiểu rõ những cái ý nghĩa của từng câu như vậy. Và cái thứ ba là cái tâm phải có tâm từ, nghĩa là muốn cho cái người nghe được cái là sự lết, thì cái lúc đó cái tụng kinh mình nó mới có kết quả đó. Mà ba cái chi này đó là nằm trong bộ kinh, trong cái bài kinh là Atanatiya Sutta đó. Bài kinh này thường đại số mấy sư ở quán đó theo truyền thống là thuộc lòng, họ biết hết đó. Thường họ trục tụng để trục ma rồi này kia, dùng bài kinh ta là chỉ giá số này nè. Nhưng mà mình họ nhiều họ luyện cái đời không có làm được, còn mình bây giờ rồi mình không có, mình muốn học cái đó làm sao mình có kết quả được. Thành ra cái bài kinh nào cũng được đó, tụng ngay cả những cái bài kinh mà liên quan tới ân Đức Phật, Đức Pháp, tăng cái tụng cho thuộc, ráng cố gắng tụng rồi lên nhờ ông Google đánh cái chữ Bali đầu tiên là để đánh chứ. MPT là, nhưng mà đừng có tập theo sách vở, tập theo vở người ta nói người có kinh nghiệm, một mình chưa kinh nghiệm thì tối mình cứ tập, nghĩa là gì nào rảnh là cái bắt đầu học, nghĩa là nghĩ cái tập đó là như thế nào. Bây giờ mình đang nhức đầu thì mình nguyện cho tôi được an vui thoát khỏi sự nhức đầu đang có, rồi mình dùng cái câu đó đó mình nguyện cho người kế mình,
người thân của mình, một người thân mà cùng phái với khác phái không được. Dù mình là người nữ, nguyện cho mẹ tôi đừng có những cơn nhức đầu giống như tôi. Hoàng em lặp đi lặp lại rồi, nguyện cho chị tôi cũng đừng có những cơn nhức đầu giống tôi lặp đi lặp lại. Làm cái ngàn lần vậy đó, rồi mới vào thêm cái tới người lạ, tới kẻ thù. Khi nào nghĩ tới kẻ thù mà cái tâm mình nó vẫn đi dao động mà biết chưa có năng lực lặp lại từ đầu, làm cho tới khi nào nó có năng lực thì thôi. Chứ đừng có bây giờ nguyện cho tất cả chúng sanh, đừng có quan trái lẫn nhau, cái tiền đó nói chơi chứ làm sao thành được. Nếu là nguyện từng người, còn cái tâm mình chưa đủ năng lực để mình cho từng người sao ấy được đó. Rồi nhiều khi mà đương nguyện cho chúng sanh, cái nhớ tới kinh Bi Lăng Ra hôm qua rầy mình lúc học Di Pháp ấy, nguyện cho tất cả chúng sanh ngoại trừ kinh Bi Lăng Ra đều được ăn vui đúng chứ không. Thấy không? Anh đã tập từng người một cái đó, mình thức dậy tới nay kiềm chậm cho tới khi nào à cái tâm tự nó có năng lực thì mà mình biết thì lúc đó mình mới có thể áp dụng được. Chứ còn khi không ấy, mình đòi muốn rải tâm tự á, nó chửi mình, lúc đó mình giận, cái năng lực giận nó mạnh một cỡ nào mình muốn rải tâm tự vậy đó, không có đâu. Đừng bao giờ, lúc đó là né tránh để đoạn trừ. Là mình nghĩ tới ăn Đức Phật đi, mà để cho cái tâm mình nó dính mắc tới ăn cha nó chửi mình đó là tốt nhất. Chứ đừng nghĩ lúc đó mình rải tâm từ cho nó chơi thôi, chứ nó thiện con không thành. Nam mô Thầy á. À, xa tới rồi chị nói vậy Phật tử người ta không ai thèm rải tâm từ cho con hết, thì còn tiêu đời nó trù ghét ông này cũng dạy khó hiểu quá, khó chịu quá. Kính thưa sư, con nói về kinh Pali nhưng mà mình còn nhớ là một lúc mà người ta sau này có những vị người ta thích áp dụng cái cải lương, ta lấy cải lương người ta hát theo Phật pháp, là lấy sáu gói dòng cổ người ta hát những cái bài kinh của Đức Phật kia, thì khi hát như vậy gây cho người khác có những cái sự mà quan hỷ, người ta thích thú, người ta khoái, thì như vậy có được cái phước báo gì không ạ? Con cũng thỉnh sư quan hỷ giải thích cho mẹ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kinh bạch Thế Tôn, dạ kinh thưa chư quý vị. Khi người ta nghe người ta thích thú, người ta quan hỷ vậy đó, là tức là mình đã tạo nhân để cho người khác mang nghiệp xấu, tức là tà kiến, đúng không? Cái người đàng hoàng ta nghe ai mà vừa sử dụng tới phần ngôn mà có vẻ là giống như trêu chọc hay là giỡn hết đó, là người ta, nếu người ta không nói được, người ta bỏ đi ra ngoài ngồi nghe đó. Nhưng mà con ngồi nghe dỗ tai, tức là những người đó cũng muốn cho Phật giáo nó suy đồi theo cái kiểu nào đó, họ mới làm. Thành ra là nhớ cái chuyện gì cho Phật ngôn mà đem ra giỡn là không được. Ngay cả là nhớ là hồi xưa có mấy vị sư mà ra nói dạy con dịch tiếng Bali ra tiếng Sanskrit, Đức Phật vẫn cấm như thường. Bởi vì trong các ngôn ngữ mà chư Phật dùng đó, ngôn ngữ Bali nó mới chính xác với cái ý nghĩa Ngài muốn nói. Chứ còn cái ngôn ngữ mà khác, ngay cả Sanskrit vậy đó, không thể diễn tả được cái đó, do đó Ngài không có cho. Mà bây giờ mình dựa theo một số cái âm Bali để mình nghe là giỡn hết hay mình làm cái gì đó, đó là mình tạo cái nghiệp xấu, tức là mình đã đóng góp cái gạch cho sự suy đồi của giáo pháp càng nhanh càng tốt. Không bao giờ làm đó. Thử cần sinh nam nữ là không bao giờ nên làm những cái gì đó, rất là nguy hiểm. Mình đừng tưởng cái đó là chuyện nhỏ, những cái gì mà liên quan Phật ngôn là coi chừng. Quý vị vô coi trong cái bài kinh gì mà có ông sư gì đó, chứ cặp cá gì mà chết anh làm cá đó, con cá thì đẹp, thân mình vàng mẩy rực rỡ gì đẹp vậy đó. Nhưng mà nó hả miệng nó ngáp thôi chứ bà con chạy té phở luôn đó, coi chừng nha. Đối với Phật ngôn mình nên cẩn thận, giận hết là coi chừng, nhẹ nhất thì kiếp sau cũng miệng hôi,
Mất công là đi nha sĩ hoài mệt lắm. Để em chữa cho bớt hôi đó. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, xa thứ, xa thứ. Dạ, kính trơn Thượng Tọa Lưu Tông. À, đây cũng là cái vấn đề mà xảy ra cũng thường xuyên. À, thì nếu nói đến vấn đề mà kiểu mà như vậy đó, thì à, thấy Tham Ma Cà Bi giơ tay này rồi. Mời Tham Ma Cà Bi nha. Dạ, con kính lạy sư. Dạ, cảm ơn. Kính sư, con có một câu hỏi về việc tu thiền. Làm sao mà con giữ cái tâm trên một cái đề mục hơi thở ở ngay chóp mũi mà liên tục được? Và khi có một lần con có một kinh nghiệm về tu thiền là con thấy giống như là thân tâm nó nhẹ mà giống như nó bay tuốt trên hư không, rồi nó như một cái tàu tàu điện nó bay thẳng lên trên cái không gian mà cái tiếng kêu nó khủng khiếp trên cái lỗ tai luôn, mà con ráng giữ luôn, nói cái này không phải là của tôi, mà con cứ để ý theo cái trạng thái đó. Đáng lẽ con nghĩ là con phải nên quay về với hơi thở, nhưng mà con không biết cách đối ứng với nó như thế nào trong những cái lúc đó. Và bây giờ thì khi con tu thiền thì con không có giữ nổi trên cái hơi thở, rồi con cứ đếm vô đếm ra là con chạy mất tiêu. Kính xin sư dạy cho con một chút xíu. Dạ, cảm ơn sư. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa cho quý vị. Tu kiểu đó tức là tưởng không người lái, chứ không phải tu thiền gì cả. Thứ nhất, mình muốn tu thiền phải học. Thứ hai, phải tìm cái trường thiền mà có nhà, có ông thiền sư đàng hoàng. Tại sao phải học và phải tìm thiền sư? Tại lý do đó, con người ta đối với thiền chỉ thì nó có 6 loại cá tánh, mà đối với thiền minh sát nó có 2 hoặc 4. Thành ra nếu mà mình không có biết cá tánh của mình để mình lựa đối tượng đó, mà ông thầy sư cũng không có biết mà để cái mà lựa không đúng cho mình đó, thì người đó đi từ điên tới điên mà thôi, trong cái đường nào mà phờ mà ấy được đó. Thành ra nên học cho hiểu đàng hoàng, hiểu biết 6 cá tánh là như thế nào, đối tượng thiền minh sát như thế nào, đối tượng chỉ nào, rồi tìm đường thiền có ông thầy sư đàng hoàng sẽ hướng dẫn cho mình. Đừng có đem cái phước mà sinh ra được làm người mình đi đối diện cái đó sau này nhớ thành hành giả họ tôn là giờ đi vừa cười ẻo quẹo lại đó, lúc đó là không còn có thuốc chữa. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, dạ sa thú, sa thú. Dạ, sau đây con thấy hình như như ta thiên câu thanh thủy không ta, kính ngài làm sao biết được. Dạ đúng rồi, câu hỏi của cô thanh thủy là kính ngài làm sao biết được đúng là kinh tạng Bali chấm hỏi. Dạ con kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy. Dạ kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa chư quý vị. Dạ ông người đầu vô cái website thiệnbitaka.org thì cái đó là cái bản tam tạng kinh điển bằng tiếng Bali được viết theo phải ngôn ngữ Romance. Thì trong cái bản cái thiệnbitaka.org đó nó có 7 bộ tam tạng khác nhau. Bộ tam tạng của Miến Điện, của Thái, của Miên, của Tích Lan và của Bali Tech Society. Và cái bản cổ nhất đó, là cái bản của Mương Khanh Thara, là cái ngôn ngữ Ấn Độ đó. Thành ra mình có thể mình tra bất cứ cái gì trong đó cũng được. Cái bộ đó được, cái tiêu tất cả là cái website mà của những cái người mà ta từ nhiều nước lắm, ta làm ta dựa vào cái bộ tam tạng được kết tập lần cuối cùng ở Miến Điện đó. Đó, bộ tam tạng đó đó, thành ra người ta mới đưa lên thành cái website mà có nhiều loại ngôn ngữ vậy đó. Thành ra khi nào mình đọc, tại sao mình thấy cái nhiều khi mình thấy cái chữ này đó,
nó vậy, chữ kia nó vậy đó, là mình phải coi người ta chú thích tới cái phấn nâu người ta đó, cái chữ đó có thuộc bộ tâm tạng gì đó. Cho nếu mình không biết được cái đó đó, mình không biết là cái mình xuống nhật là tại sao à? Tôi học cái này tiếng Đức rồi, chữ này tôi học cái ông Tích Lan cái chữ này, cái kia riêng này là cái đó ra so sánh là biết liền. Trong cái bộ của Tích Lan cái chữ đó là cái chữ này, nhưng mà trong bộ của tiếng Thái là chữ này khác nhau rất là xa, bởi vì có những âm nước này có nước kia không, thành ra nó phải sai, thành nó phải dựa vào chỗ này để mình thấy rõ ràng cái bộ tam tạng Bali này đó. Nếu mình đang học cái tam tạng mà của Thái á, thì cái chữ nó phải vậy, nhưng mà của thí dụ cái này cũng riêng thì cái chữ nó phải vậy, chứ nó không có giống nhau 100% cho từ đầu tới đuôi. Vấn đề là như vậy, tại vì ví dụ như bên tiếng Thái đó, chữ nhờ tức là chữ n mà có dấu ngã trên Thái nó không có, anh đọc là chữ giờ, thành ra bên đó bởi vì mà nghe Thái nó nói chữ bệnh nha không có được, mà nó bệnh gia đó. Hoặc là tâm tạng Miến Điện á thì chữ s nó không có, nó đọc thành chữ t hết à. Thành ra quý vị mà xin thọ giới với tam quy, thọ tam quy của giới với mấy nhà xuống điện đó là Nam mô Tạch Tạ Hóa Tô Hà Tô Sẩm Ma Sẩm Bú Tất Tạ, không có chữ s giờ. Rồi mình nói bên này đọc sai, không có sai thôi, cái âm nó không có là làm gì đó. Thì bút bút đăng tạ ra năng ghiếp tha mí là nó là đọc khác, nhưng mà ngay cái người Mon ở mấy điện này nó cũng đọc khác, chứ nó không đọc đúng, thì nó mình phải dựa vào bộ đó rồi mình mới phân biệt được cái chữ đó nó không sai mà tại sao nó viết vậy. Hay cả người Miến Điện á, thì bút bút đăng tạ ra năng ghiếp tha, nhưng mà người Mon thì bút đâm tại đó nằm ghiết cha mối với nó với cha mấy, bởi vì dần y ngắn nó không có đó. Thành nó phải dựa vào đó để biết là mà cái bộ nào mình đọc được hay không là do cái từ cái chỗ đó, chứ không phải mình vô sợ sánh ủa lần này vậy tôi đọc mình trong bộ kia nó vậy, bộ này vậy vậy em xong nó nói vậy rồi mà không có hiểu vậy đó. Nó có bảy bộ tâm tạng khác nhau, vô bị tất cả đó đô là gì phía dưới nó có liệt kê đó, Thái Miến Điện dùm sụp ra thì cái vô đó thì coi theo biết là cái bộ đó là như vậy. Nam mô Bích Thầy á. Dạ sa thú sa thú. Dạ kính truyền sư, sau đây con thấy tâm má bót lên kính sư. Thật sự khi tu thiền quán thế nào cho thật đúng? Nam mô Bồ Tát và kính bạch chư tổ hoàng và kính thưa chư vị, chúng tôi đã nói rồi học đi rồi vô trường thiền nào nó dạy cái đó đó, họ biết mình họ cho, bởi vì quý vị nên nhớ từ xưa tới giờ đó, từ xưa tới giờ mình cứ nghĩ là mình trường thiền đó mình học thiền quán thọ rồi mấy cái quán khác mình nói nghĩ vậy là rất là sai lầm. Mỗi đối tượng có thể quán cả bốn chuyện tất cả. Quán thân cũng được, quán thọ được, quán tâm được, quán pháp cũng được. Đó, mà ngay trường thiền hơi thở cũng vậy. Nó dạy được hơi thở nó có năm chuyện để nói. Hơi thở theo thiền chỉ nó khác, hơi thở theo thiền quán tâm nó khác, hơi thở theo thiền quán thọ nó khác, hơi thở thiền quán thân nó khác, hơi thở thiền quán pháp nó khác. Đó, nó phải học chứ không học bây giờ mà vô trường thiền là nhiều khi mình cũng lạc, nếu mà thầy sư cũng không để ý. Đó, thì mình cũng trước sau thì cũng không biết lối về. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ cảm ơn anh thị boss lên câu hỏi của tu học. Kính thưa sư, vì sao nói lời vô ích phím luận bị xem là ngữ bất thiện chấm hỏi? Dạ con kính tỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy ạ. Kính bạch chư tổ mẹ, dạ kính thưa quý vị, xem là ngữ bất thiện vì cái đó nó phạm vào cái giới thứ tư, tức là nói dối nó có bốn chuyện đó. Nói dối, nói lời vô ích, nói lời gì ông trường nhắm ý gì đó, bốn chuyện thì mình dính vào đó, tức là nó phải là ngữ bất thiện chứ gì nữa. Đó, ngữ bất thiện là tại vì mình đã không trong sạch về vấn đề về giới
giới luật giới hạnh này đó, và mới theo ngữ bất thiện là vậy. Nghĩa là nói gì cũng đúng theo sự thật. Sự thật thì phải nói là có năm chuyện đó. Và nói đúng thời, đúng thời gian, là đúng địa thế, rồi khẩu ý, chân thiện mỹ, năm chuyện. Cái lời nói như vậy mới đúng, được xem là lời nói đàng hoàng, đúng đắn. Chân thiện mỹ, đúng thời và đúng đúng thế. Vậy bởi nhiều khi mình nói ba bốn cái kia nó trúng nhưng mà không hợp với cái thời thế lúc đó cũng chết. Ví dụ cái gì nói thật mà ở chỗ đó nó đụng chạm tới cái một số cái điều kiện của cái dân tộc cái vùng đó là quý vị cũng chết. Dầu là quý vị nói đàng hoàng, nó đàng chuyện vậy, anh đã phải nói cái chuyện gì mà lời đáng nói là lời có nằm cái điều kiện như vậy. Nam mô Bích Thai dạ. Dạ sa thú, sa thú. Dạ còn kính thưa sư Liễu Tông. Dạ xin mời quý vị tiếp tục nêu những thắc mắc của mình ạ. Dạ có vị nào có thể giơ tay lên và đặt câu hỏi trực tiếp. Dạ sau đây thấy tu học boss lên. Kính thưa sư, có quan điểm cho rằng vì ham thích ăn thịt động vật nên mới sát sanh. Vậy việc sát sanh là do tâm tham, điều này trái trong chánh kinh thường dạy, sát sanh là do tâm sân. Chấm hỏi. Dạ con kính thỉnh sư. Nam mô Bích Thầy. Dạ kính bạch chư tông này. Dạ kính thưa chị quý vị. Hồi nãy có quý vị có để ý không biết, nhân nó có hai loại, nhân gần và nhân xa, chứ không phải loại nào cũng vậy đó. Thành ra khi người ta nói cho đó mình phải coi cái điều kiện cho đó là người ta dùng cái nhân gần hay nhân xa. Mà thường thường ở trong đường thiền hai bên hỏi mà ấy không được, mình cứ nói xa là vậy đó. Mình nghe tiếng động mình quay đầu thì người ta hỏi cái nhân của sự quay đầu là gì, là sao trả lời là tiếng động đó không phải. Tiếng động là nhân xa, mình nghe tiếng động, muốn biết tiếng động là gì mình phải có tác ý quay đầu. Tác ý nó làm cho phát sinh chất gió nó làm cho cái đầu quay, thì cái chất gió mới là cái nhân để cho cái đầu quay, chứ không phải tiếng động. Thành ra hai cái nó dựa vào một số cái điều kiện để mình biết cái nhân nào là nhân gần, nhân nào nhân xa. Thành ra tại vì mình ham thích ăn đó thì tâm tham nó phát sinh. Mà mình, khi mà mình không có đủ năng lực để ngăn cản cái tham đó thì nó mới đưa tới cái việc mình kiếm cái món đó mình ăn, thành ra mình phải giết nó rồi vậy thôi. Là cái giết là do. Còn nếu mà lúc đó mà mình ngăn được cái tham để mình không sát sanh thì cái sân nó đâu phát sanh được, mà đi giết nó. Nam mô Bích Thầy á. Sau đây con thấy Châu Phan 54 anh này phải câu hỏi không ta? Dạ cái này chắc hình như họ không phải câu hỏi. Dạ xin mời quý vị và tiếp tục nêu những thắc mắc của mình ạ. Chú Châu Phan 54 này có thắc mắc gì không ạ? Thấy bàn tay của cô Nhật Quỳnh, nhờ mời cô. Dạ, sa thú kính cảm ơn Nguyên Minh Tâm. Nam mô Bích Tha dạ. Còn thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Thanh Thủy cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, cảm ơn Châu Hoàng và Bạch Ngài. Ngài cho con hỏi một câu là trong dân gian thường có cái câu là học tài thi vận, hoặc là cái câu mà trời mất bắt phong trần thì phải phong trần. Và nó đúng ở chỗ nào và nó sai chỗ nào? Ngài có thể dạy cho chúng con để chúng con biết đường mà tu tập, không phải đổ thừa tại hoàn cảnh, tại thế này, tại thế kia. Dạ con kính nhân mít đến Ngài, Ngài chỉ dạy cho con. Nam mô Bích Thai dạ. Nam mô Bích Thai dạ. Kính bạch chư tôn thì dạ. Kính thưa chư quý vị, mình theo hồi xưa giờ mình nói có nhiều cái mình tưởng đâu là nó trúng, nhưng thầy sai nó không trúng.
Bởi vì cái thiền học mình nó có khuyết điểm mà mình không nhận ra khuyết điểm này, mình cứ theo đại sư mình nói vậy thôi. Phật đại sư họ nói có những câu thành chân lý nhưng thực sự ra ngoài chân lý. Ví dụ như người ta nói tận nhân lực tri thiên mạng, nhưng mà chúng tôi mình học nghiệp rồi đó, tận nhân lực bất tri thiên mạng nhưng tri nghiệp. Hay là cái câu người thầy dẫn hay nói nhất là cao nhân tắc hữu, cao nhân trị đó. Câu đó nó sai. Nói cho trúng là phải là cao nhân tắc thở thì vô phương trị. Anh em mình phải phân biệt một riết chứ mình nói học tài thì phận còn này kia. Mình có tài mình học cái phận mình chỗ nào mà yếu giống yếu hay không. Đó. Anh em mình đừng bao giờ tin cái đó, cái gì mình cũng làm cho thấy cái mức tối đa của mình. Thì khi mà mình làm cái hậu quả, cái quả nó có thể nó không có tới nơi tới chốn. Thì nó phải có cái khuyết điểm trong cái tiến trình mà mình học. Chứ không có phận thiết gì trong này đó, cũng không có ai vô làm gì được mình đó. Nó có những cái khuyết điểm như vậy. Thành ra mình bây giờ mình muốn cho chắc thì mình phải sau khi rớt rồi đó, mình phải lọc lại để mình coi, để coi cái khuyết điểm chỗ nào đó. Chứ mình nói tại vậy thì không có đúng. Nhưng mà có những cái khuyết điểm nó rất là nhỏ nhặt, mình nhìn không có ra, vi tế mình nhìn không ra thôi. Ví dụ như bây giờ cái nghiệp nó chầu ý, nó cho quả này nọ, nhưng mà trong cái tiến trình cho quả nó bị một cái nghiệp đối nghịch với nó vô, nó làm cho cái sự cho quả, đang cho quả nó mất năng lực thì nó khác, thấy không? Thì cái mà cái nghiệp khác chen vô để làm cho cái tiến trình đang cho quả nó mất năng lực, cái đó thì mình không có khả năng làm biết, ngoài trừ những cái bậc mà ta có thần thông thần học để biết thôi. Chứ bởi vì nghiệp quả bất khả tư nghị mà, thành ra mình đừng có dựa vào những cái câu nói mà của người đời vậy ra mình rồi mình theo đó là mình chết đó. Mình theo đó là mình cái tối ngày mình cái mình học và mình cứ lo cầu ông này ông kia về giúp đỡ ông này kia ông chồng là chết, học làm gì cũng làm cho tới nơi tới chốn. Còn cái chuyện cái hậu quả của nó là nó do cái tiến trình mình làm thôi, chứ cái hậu quả nó không phải là do là mình cầu qua này cầu kia. Mà đa số vậy, hay mỗi lần mà tới cái mùa mà thi đó, thì nhớ cái chúng gọi cho chùa Bằng Nám, cho biết thầy chùa Bằng Nám với cái ông cái gì cả chùa Bằng Nám chết cho tới giờ đó, cái xác vẫn còn đó, xác nó có tìm để nằm đó. Thì cái lên đó ngồi thiền rồi nhờ ngài giúp đỡ, đã đi đầu thai mấy chục kiếp rồi là ở đâu đó mà giúp đỡ mà cái vậy đó. Mà nhiều ông cũng học giỏi là học cao rồi mà cũng có những cái sự tin tưởng nó rất là sai lầm. Mà cái như vậy đó thì mình nên bỏ qua những cái điều nhỏ nhặt mà mình coi lại từ đầu đến đuôi coi nó như thế nào để mình học cái khuyết điểm, thì những cái việc làm thì sao mình tránh được những cái khuyết điểm đó thì cái quả nó sẽ tốt hơn. Chứ còn bây giờ mình nói rớt rồi mình đổ thừa này cái nọ thì cái chuyện đó không phải là người việc làm của bậc trí. Tập cái gì cũng kỹ kỹ làm rồi cái qua cái phần đó, nếu mà nó không đúng như mình đúng rồi phải xét lại từ đầu rồi tại sao nó vậy, nguyên điểm chỗ nào, tại sao mình lại gặp phải những cái lỗi làm như vậy, để mình sửa chữa những cái gì sao thì nó tốt nhất, nó mô với thầy á. Dạ con sa thú con thành đảnh lễ tri ân ngài. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá Dù Quỳnh thấy bàn tay của Tâm Phương và mời Tâm Phương. Dạ thầm cam ý và tu học Phật pháp chờ một chút để Tâm Phương hỏi xong thì Nhật Quỳnh sẽ bớt hai câu hỏi của quý vị lên Nhật Quỳnh sẽ hỏi. Dạ mời Tâm Phương. Dạ Nam Mô Bất Thai Giá. Dạ con kính đảnh lễ ngài. Hôm nay con cũng thấy rảnh, con cũng kính thưa với con kính thỉnh ngài giúp cho con cái câu hỏi này tí. Hôm trước ở Mỹ là con có đi dự một cái đám ma, nhưng mà con thấy rằng là khi mà giống như ở Việt Nam mình á bà sư, thì khi mà mình đám ma mà đã chôn xong rồi thì mình thỉnh chư tăng về nhà tụng kinh là giống như mình đặt bàn thờ đó bà sư kìa. Nhưng mà sao không biết sao mà bên Bắc Tông này á thì nó lại không có thỉnh về nhà để đặt bàn thờ, mà là tất cả đưa lên đi chùa rồi làm bàn thờ ở đó. Rồi xong cái hằng cúng 30 ngày, cúng gì đó, cúng làm tuần
ba ngày rồi làm tuần chi bảy ngày chi là phải để chùa hết, rồi mình tự đặt bàn thờ ở nhà luôn. Thì nếu như có người hỏi câu, nếu như sau này mà mình không có điều kiện mình đến chùa thì mình về nhà mình cầu siêu hay mình tụng kinh như vậy có hợp lý hay không, bởi vì cái bàn thờ thì tự mình đặt thôi đó. Thì con thấy cũng lạ lạ cái chỗ này nên con muốn hỏi bạch sư có thể giúp con trả lời giúp con cái vấn đề này. Con xin Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, đó là những cái phong tục tập quán mà nó không có căn cứ để mình tri rồi nó như thế nào. Anh nhớ cái chuyện đó, ví dụ mình lập bàn thờ làm cái gì đó là cái điều kiện mà nó không có vững chắc. Trước năm 75 nhiều con cái gia đình đi lính chết, lập bàn thờ bằng đầu 75 bỏ chạy, có ai lo lắng gì đâu. Cái người địa biên hòa ở biên hòa nó vẫn đào lên nó dùng tùm lum nó hại làm gì. Cái người chết rồi không có quan trọng, quan trọng là người còn sống làm thế nào để có phước để hồi hướng cho người chết mà thôi. Mà khi mà hồi hướng về ở đâu cũng được, chứ không cần gì phải có nhà có bàn thờ. Bây giờ có bàn thờ đó, họ làm gì họ nghĩ họ có đủ điều kiện họ về đó, họ nghe mở mấy sư về tụng, họ nghe kinh nghe điển được không? Nhưng mà họ đâu nghe. Cái quan trọng là mình tạo phước có đúng cách để có phước hay không đó. Rồi mình mới dùng cái phước mình hậu hướng cho người ta, thì người đó ở trên nào họ cũng có thể họ nhận được, chứ đâu cần phải ở trên ngồi trong bàn thờ để nhận đâu. Rồi mình học Phật pháp, mình cố gắng mình thực tế một chút, đừng có để những cái điều kiện của nhân gian nó làm tùm lum rồi mình tin Phật không đúng, không ra tin Phật mà tin Chúa không ra tin Chúa, không có lợi gì cả. Đó. Cái quan trọng là quý vị muốn coi những cái chuyện làm gì, sau đó người cháu quý vị vô trong về cái thi ca la việt đó, xiển kha la sư tạ đó, Đức Phật dạy rất rõ ràng trong đó. Nếu cần coi thêm chú giải sẽ thấy làm từ xưa giờ cái nào đúng thì giữ, cái nào không đúng là bỏ chứ không có theo, mình theo đi vô ích. Bởi vì khi mà mình bây giờ mình đâu có biết, bây giờ mình ở đây chứ mình nói mình làm nhà thờ nha, để mình thờ nè thờ nọ, chứ mình đâu có biết cái cô sống cờ ra cô vô của mình đi lúc nào, phải không? Thì cái chuyện mình lúc mình còn hơi thở mình ráng cố tạo pháp thờ hướng cho phước báo cho họ, nhưng phải đi lo bàn thờ hay là cái chỗ là thờ chỗ cái vô ích, không nên làm mất thì giờ. Nam Mô Bổn Sư Thầy á. Dạ, con thấy Tâm Phương đã xa thủ tri ân Ngài. Dạ, con xin post cái câu của Thầm Mát Cá Mí trước. Dạ, tại vì câu này là hỏi trước nha quý vị. Còn câu tu học Phật Pháp thì hỏi sao? Dạ, Nhật Quỳnh xin được tương tự. Dạ. Kính sư, nếu con đến một buổi tiệc, họ giết cua, ghẹ để mời. Nếu con dùng đồ ăn đó, có phạm giới sắc sanh không ạ? Hai giới đó là giới tỳ kheo. Kính sư, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính nhân bích đến Ngài ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Giới sắc sanh nó có năm chi. Chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh có tất cái giết. Làm cái hành động giết và chúng sanh đâu chết. Mình có làm cái đó hay không? Mình có chứng kiến cái việc làm đó hay không, hay là họ giết họ nói mình rồi bữa nay tôi mời tới để tôi giết cua giết gà để ngồi ăn lần cho vui cho này kia ông xong. Nếu có thì mình vẫn phải như thường, còn nếu mình không biết mà không nghi ngờ là họ giết cho mình dùng cũng không sao, theo tạm tình dục của nhà sư, nên là không thấy không nghe không biết cũng không nghi ngờ là họ giết cho mình. Còn nếu mình tới đó mình thấy cái đồ đó anh vào, mình nghĩ chắc họ giết cho mình ăn là mình cũng phạm theo người ta. Bởi vì giới sắc sanh nó theo cái điều kiện này có bốn: tự giết, hoan hỷ với sự giết đó, biểu người khác giết và ca tụng thành quả sự giết đó. Cả bốn người đều phạm giới sắc sanh. Mình phải suy nghĩ những cái điều kiện của mình có dính trong đó hay không. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Mà
Ca Mỹ đã tri ân ngài rồi. Dạ, cho con bớt cái câu của tu học Phật pháp. Kính thưa sư, có lý luận cho rằng cha mẹ vì lòng bi mẫn đối với con cháu, muốn con mình được tốt đẹp, muốn con mình được tốt đẹp hơn, nên khi con cái bị lầm lỗi, cha mẹ mắng chửi, thậm chí là đánh con. Hay trường hợp người thầy muốn học trò giỏi nên hay la mắng, đánh học sinh khi chúng lười biếng phạm lỗi. Vậy những hành động, lời nói đó là do tâm từ bi hay do tâm sân bất thiện điều khiển? Nam mô Bích Tha Giá và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bích Tha Giá, kính bạch chư tổ ngài, giả kính thưa chư quý vị, nói phân biệt cái nào là nhân gần nhân xa. Cái mình muốn đó là cái nhân xa, không phải là cái nhân để cha mẹ đánh chửi. Cha mẹ đánh chửi là cái ý muốn mình nó không thích hợp. Nên là mấy đứa nhỏ nó không có theo thành ra mà mới mắng chửi thì mắng chửi, lúc đó cái nhân nó khác rồi, chứ nó không còn là bi hay ấy nữa. Đó. Cái lúc mà muốn này có thể là bi hoặc là từ cái gì đó là tùy theo. Nhưng mà khi cái lúc đánh nó phải là sân. Thì cái đối với học trò cũng vậy. Mình phải phân biệt, chứ còn mình nói không bao giờ có một cái tâm mà nó phát sanh cái lúc mà mình muốn cho nó ấy rồi nó phát sanh hoài tới lúc mình đánh nó, không phải. Từ cái lúc mà phát sanh cái tâm muốn được vậy tới lúc mình đánh nó là ngàn tỷ cái lộ trình tâm rồi. Thành ra cái nhân gần nhân xa mình phải biết đi, chứ còn nếu mình không phân biệt được thì mình không hiểu nó là cái gì. Mình nhớ cái chuyện đó ha. Nghĩa là từ lúc mình muốn cho con mình được lỗi lầm mà không được như vậy, rồi cái khi nó bị lỗi lầm này kia rồi đó, là nó đã hàng ngàn tỷ lộ trình tâm rồi, rồi mới có tác ý muốn quánh hay muốn làm, nó cũng hàng ngàn tỷ lộ trình tâm nữa, chứ đâu phải là một lộ trình tâm mà nó chờ từ đầu tới đuôi sao, không? Phải hiểu vậy rồi mình mới biết rồi mình làm những cái hành động nào do cái lỗi tâm nào. Nam mô Bích Tha Giá, kính bạch chư tổ nguyện giả, kính thưa chư quý vị, tất cả phước báo nào phát sanh do pháp trong pháp thoại ngày hôm nay xin hãy là mỗi duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng cầu xin nam xin ở trong đạo tràng có cơ hội để chấm dứt được áp pháp ngũ ngầm ngay nơi tâm, ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bích Tha Giá, nam mô Thâm Ma Giá, nam mô Sang Ca Giá, nam mô Rất Tha Na Tha Giá Xa. Không biết ngày tới đó còn ở trong và ngày còn ở ngoài, nên là MC mời ngày hữu chúc ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính lãnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi hoan hỷ trả lời những câu hỏi trong đạo tràng chúng con, để chúng con đến gần lời dạy của Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính lãnh lễ dân quả phước chúng con đã tạo được đến với quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con bi em cho Đại Đức Pháp Trang, không biết sư có nhận được bi em con không? Bạch sư, sư có nghe được âm thanh con không? Sư nếu nghe được, sư đọc bi em, sư có cho con biết một tín hiệu ạ? À? Dạ, Nam mô Bích Tha Giá. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh. Dạ, con tri ân sư rất là nhiều. Dạ. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uột tam ăn ghê nà quạnh đê hăng ba đà phẳng sung và ruột tam ăn buột thể dơ khá đi tổ đô sơ buột thâu khả mà tục tăng mà măng. Còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ủa ta mạng ghê nà quạnh đê hăng thẩm anh cho được quy thẳng qua răng. Thẩm mê dô khá đi tô đổ sâu thẩm mô thầm mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Cả tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ủa tam ăn ghê nà quạnh đê hăng sẵn khanh cha được vị thọ tam ăn sẵn khề dơ khá li tô đổ sơ sẵn khô cầm mặt tu tăng mặn. Con đem hết lòng